Mổ bắt con, thường được gọi là sinh mổ, là một thủ thuật phẫu thuật, trong đó bác sĩ tạo một vết mổ, kéo dài từ bụng đến tử cung, để lấy em bé ra. Một số ca sinh mổ được định sẵn, nhưng phổ biến hiện nay, đa số các ca sinh mổ được chỉ định sau khi thai phụ bắt đầu chuyển dạ. Khi bác sĩ phát hiện thấy bất thường, có thể khiến sinh nở qua âm đạo, không an toàn cho mẹ, hoặc cho con. Các trường hợp phổ biến được chỉ định sinh mổ bao gồm, sinh khó, nhau tiền đạo, và thai suy. Sinh khó hoặc chuyển dạ không tiến triển kéo dài có thể xảy ra khi đầu của bé không thể vừa với ống sinh hoặc cơ thể bé nằm tại vị trí không thuận lợi như vuông góc với ống sinh hoặc mống trước, gọi là vị trí ngôi mông. Nhau tiền đạo xảy ra khi nhau thai nằm thấp, cản trở một phần hoặc hoàn toàn quá trình mở cổ tử cung. Suy thai xảy ra bất cứ khi nào sức khỏe của bé gặp nguy hiểm, thường là do không đủ lưu lượng máu qua nhau thai hoặc dây rốn. Suy thai có thể xảy ra khi nhau thai tách khỏi thành tử cung trước khi sinh, hoặc dây rốn bị chèn ép hay đè nén. Các trường hợp khác có thể cần phải sinh mổ bao gồm đa thai, khối u lớn ở tử cung, mụn rộp sinh dục hoặc nhiễm trùng, hay các bệnh khác như tiểu đường không kiểm soát hoặc cao huyết áp. Bác sĩ có thể sử dụng siêu âm và đo nhịp tim thai để đưa ra quyết định liệu có cần phải mổ hay không. Trong trường hợp phải sinh mổ, cần chuẩn bị sẵn để phẫu thuật. Nếu chưa có sẵn, bác sĩ sẽ tạo một đường truyền tĩnh mạch và đưa ống thông vào bàng quang để thoát nước tiểu. Trong phòng mổ, thai phụ sẽ được gây mê. Trong hầu hết các trường hợp, gây tê tủy sống được sử dụng để làm tê liệt phần dưới cơ thể. Tuy nhiên đôi khi sẽ cần gây mê toàn thân. Bác sĩ sẽ bắt đầu tạo một vết mổ trên vùng bụng, một vết rạch dọc từ ngay dưới rốn đến đỉnh xương mu. Video được thực hiện bởi ihope.vn, hoặc phổ biến hơn, một vết mổ ngang đi băng qua ngay trên xương mu. Thủ thuật này gọi là cắt bikini. Sau đó, bác sĩ sẽ rạch đường thứ hai ở phần dưới của tử cung. Một khi tử cung đã mở ra, bác sĩ sẽ làm vỡ túi ối nếu nó vẫn còn nguyên và kéo bé ra bên ngoài. Thời gian từ lúc bắt đầu mổ đến khi em bé ra khỏi bụng mẹ, khoảng 5 phút. Bác sĩ sẽ kẹp và cắt dây rốn. Sau đó nhẹ nhàng lấy nhau thai ra, rồi khâu kín tử cung vào bụng của mẹ. Thường mất khoảng 45 phút. Sau phẫu thuật, sản phụ nằm viện theo dõi trong 3 đến 5 ngày. Trong thời gian này, mẹ được khuyến khích cho con bú, tranh thủ chợp mắt khi bé ngủ và rời khỏi giường vận động. Phần lớn sản phụ có thể chăm sóc con ngay sau thủ thuật. Có thể mất 6 đến 8 tuần để phục hồi toàn. Vết sẹo sẽ mở dần khi lành.